Dít vô thùng lên em ơi. Đây anh em dít này. Ba ngón là bự. Đổ vô đây cho dễ thấy. Đây anh em, ôi trời, dứt lỗ thùng ngang. Đây. Đó. Rồi. Mấy người phi này không nói nghe. Dẹp mấy người phi hoàng bình này. Dứt rồi nè anh em, đó. Anh em thấy dứt không? Xin cứu à. Phi đi hoàng bình. Đó. Đó đây anh em. Đó, giết nhiều lắm anh em. Được số giết. Ui, ngã. Mưa quá này nè. Mưa sấm chớp mà. Đó, có giết nhiều lắm. Xin cứu không? Sụp. Trắng tuyệt chưa. Lô anh em. Rồi quá anh em ơi. Ân đứng trong cái liền cái dù đây. Không đi đâu được. Hôm nay đi lỗ thùng Đức Phú anh em. Đi sang giết cái lại câu có bài đại chơi, giết cái hàng được các kiểu thử có con gì trong con đó. Thì với idol Tăng Thân Đức trùm cánh tim. Ở đây đi Đức Phú mà giờ đang mưa anh em nè, trời đang mưa. Anh em thấy không? Đang mưa nãy mình đi lên cũng gặp mưa nữa. Ố gì đâu á. Bây giờ đang ngồi tém tém ở trong cái dầu ở đây. Đang mưa miếng à. Ướt mình ướt máy hết. Nè. Mình giết. Đây. Ngồi đây anh em. Khoa mồi luôn cho anh em xem. Này. Mình có một càng 4,5 m mình sang hàng thì mình quýnh lập thương chứ cắm cá vậy nè. Ta chép được mày. Quýnh lập thương chứ cắm cá này. Thương nè anh em. Thương. Anh em cho lục hương cho anh em. Rồi con cá với lại mình thích cắm chim vô. Biết không? Nước xả luôn hay là sao ta? Xả luôn hay để xin nước xả anh? Tao đúng rồi, giờ này xả là ngàn xả luôn. Xả này nó khó nãy rồi. Cái giờ sao em? Tao xả là 6 giờ xả. Thì trộn xong để đây nè. Mà có con em nghĩ nó khó rồi chứ không ăn bao nhiêu đâu mà. Có cá nha anh em. Có câu khó rồi. Có nữa để đây nữa câu. Đây anh em. Nếu mà có con nhiều quá thì xỏ do cục lại. Có cục lại trước. Xỏ khô á, xỏ đẹp, ngét á. Ê, xỏ cái ngấp á. Để nó có con nhiều quá. Nếu mà có con nhiều anh em xỏ cục ngang. Anh em cố gắng anh em bóp một cục thịt cà cứng. Càng cứng càng tốt. Anh em cho nó cứng cứng xíu, xỏ xuống. Cho các con nó khỏi phá anh em à. Nếu mà không có con thì anh em xỏ nhỏ ngang. Để mình chỉnh lại cái càng rồi mình xỏ anh em. Rồi anh em ơi. Mình sẽ bóp nó chặt chứ sợ chứ có con nhiều quá mà sợ nhất có con anh em. Con nhiều thì mình bóp cứng vậy nè. Đó anh em bóp thịt cứng vậy. Đây này xuống xả nè anh em. Cứng vào lên mà xả tan cho xong mà đồ một tí cục phụ xương á. Sau một cục ở ngoài cục nó tan bằng đầu qua dài cũng nhiều tiếp để câu. Hai cục một chỗ luôn. Đặc biệt á. Nó ướt cái lần luôn. Trăng dữ không?
Giờ câu mình sẽ, có con nhiều quá mình sẽ cho thêm đám cá vô bếp. Câu dẻo quá nè. Câu thiệt dẻo rồi chứ, có con nhiều quá nó phá chịu không nổi. Có con nhiều anh em câu dẻo xíu. Càng dẻo càng tốt. Cũng thiệt cứng vậy. Nhưng mà có con không phá được. Bóp, anh em bóp nhiều lên, càng bóp nó càng dẻo nha. Cá này đặc thù nó là anh em càng bóp nó càng dẻo. Trời hết anh em cứ bóp. Bóp như là bóp bóp cho nó dẻo anh em. Đây. Ok. Đây là mình càng đây là mình để mình sang hàng nè. Lên cao càng 4 mấy năm. Giờ còn đây thì mình sẽ cao càng giết. Ít mùi giết cao giết nữa anh em. Sau cái sáu này đi vậy là giúp anh, giúp mạnh. Mày không ngồi bên kia nghe, em trung thành với bờ đạp lắm. Bờ đó đủ mày muốn ra nó mát không? Không có mát cái gì hết, bao đẹp. Cái đó mà chép lại đâu, em nói thiệt chép anh bắt mệt chép không, chép rẹt không có con gì lộn vô á. Ba bốn thằng mà sao quấn. Đêm nào cũng mình em với lại bạn em thôi, đêm nào cũng chạy cái chỗ đó không ai, chỗ đó không ai đi. Chỗ đó quấn cái đó không à. Đâu đó đâu, đẹp lắm, cũng đẹp lắm. Chỗ đó quấn ok nhất luôn á. Đó nào. Giờ chọn câu giết nha anh em. Giết thì mình câu combo ông lữ số 5 này, 209 với lại chép tàu. Tàu đây nè. Đây là combo giết nha. Ông lữ 209 với chép tàu. Đó nè. Thì mình cho ông lữ vô trước. Đây một phần ông lữ thì nửa phần chép tàu với 209. Cắn dữ không? Xé không được luôn không? Đứt đứt. Ta anh phô ông xé dùm em á. Kéo đầu cát thì xé. Kéo mới bị hách mắt rồi. Không biết nào hách mẹ kéo em cắn ghê. Đây nè 209 nghe, cho ít 209 vô. Ít thôi. 209 nó thơm dữ lắm anh em. Còn chút xíu rồi. Lỡ thơm ngót luôn. Nó thơm ngót dâu luôn. Chép tàu đây anh em. Cho ít chép tàu vô nữa. Nhưng mà nó ướt cái lưng mình luôn anh em ơi. Chóng dữ không. Chép tàu anh em. Chép tàu nó có bọc tiết anh em. Nên là quýnh giết rất là sướng. Xong rồi anh em cho nó đừng có cho gió nó vô nè, để gió nó vô nó lạc mùi hết. Anh em cố gắng gói kỹ lại bỏ vô trong bọc. Nè. Nè. Để không để lạc mùi hết. Cộng lên nha anh em. Tôi cho cái ông lữ số 5 vô nữa. Ok. Đây là câu thôi anh em. Giết thì anh em xả lưỡi nha, không cần phải xả ấy đâu, cứ xả lưỡi bình thường. Giờ mình cũng sẽ trộn cho nó thiệt dẻo. Có con nhiều quá. Cho ít cắm cá vô mình sẽ bớt thiệt dẻo. Ê, nhiều quá, nhiều quá nữa. Sáu bò tới ngày mình nổi không? Không, lúc này kia chứ, lúc nó trôi vô chứ. Đây anh em. Đó, anh em. Ví dụ như cá con nhiều thì anh em cho nó dẻo, thiệt dẻo nha. Câu nước con. Còn nếu mà cá con đi hết rồi câu đêm đó thì mình sẽ làm cho thêm nước cho nó mềm. Anh em, câu mềm xíu. Bây giờ thì chắc mình phải câu thiệt dẻo rồi. Nên trị được mấy cá con này nó phát quá mà. Phá không ai chịu nổi anh em. Đây anh em, xong rồi đó.
là cao hơn em không? Vậy là cao hơn em. Đó. Ok anh em, xong. Hay quá anh Tý ơi. Xong rồi anh em ơi. Vậy là cao hơn. Ô sao nhỏ giò nhỏ cái. Căng dữ không? Vậy là cao hơn em. Ok không? Thì mong là ở này cũng được được thành công xíu chứ không là bại là chết. Giờ câu đêm anh em, giờ này chắc để giờ này tầm khoảng 2 giờ, 2 3 giờ gì đó. Giờ này cũng phải 3 giờ mấy á. Ê. 3 giờ kém 3 giờ rồi anh em. 3 giờ. Nay mình sẽ câu đêm. Câu sáng mai mình về. Nên là vừa sang hàng với vừa câu bảy ít giết chứ. Mùa này giết nhiều, lỗ thùng giết nhiều lắm anh. Đồ phi á nè, trước á. Ai đồ trời đất tới đã câu đồ phi. Mình sẽ câu giết với lại sang ít chép thôi. Hàng thì cũng nhiều lắm, nghe chủ hồ nói ở lỗ thùng này nghe anh em nghe anh chủ hồ anh Hùng đúng không? Anh Hùng anh nói là năm ngoái có còn nhiều lắm anh em, cá lớn còn rất là nhiều, bắt không hết. Còn cá lớn ở đây rất là nhiều anh em. Với lại trên hội luôn. Anh em nói cũng đụng hàng bị nổ trục được các kiểu mà. Nói chung là vẫn có. Vẫn có hàng nhưng mà nó không có dài thôi. Nhưng sẽ đụng. Thì cố gắng mong là tối nay sẽ đụng. Thôi phải nên anh em để mình nghiên cứu mình câu thử anh em nha. Có gì có hay ho mình coi cho anh em xem. Mưa quá mưa. Hay nữa anh Đức ơi. Phi. Ôi mưa luôn nha, không Đức có thẻo. Không biết thẻo mất đâu. Phi anh em ơi. Đang quay luôn hả? Quay đang quay. Có vô lực đã quay liền chứ đâu có. Mà lại. Phi anh em ơi. Cao có thẻo nhỏ quá phải ném lên bờ luôn nha, không để Đức có thẻo. Đất phải là bệnh Đức. Con chết cỡ đó người ta là reo cạch đơ bệnh Đức. 16 mà bị nó ê càng càng da. Cho nó. Lúc rồi chuẩn bị lúc chuẩn bị lúc này. Lên 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 này, quấn này, quấn này, quấn này. Từ từ, mình quấn này. Đụng mãi nó không nhìn đâu được rồi. Nó lúc kìa. Nó bốn nắp quấn. Xuống một đường luôn á, rồi nhịp bỏ. Giết cái gì á? Giết rồi. Có ngon luôn rồi. Phi phi phi. Ngầm không phải không? Phi anh em. Chắn dữ không? Ấy 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 ấy. Khang nào? Khang cái em bỏ đây mấy đứa nó mượn qua nó mượn đi. Nó đi nuôi ngon xong rồi giờ kiếm không có cái khang. Ha ha sao quá không? Còn có đồng hài với bạn. Đêm anh em ơi, sớm giờ sớm giờ quýnh cũng được 4-5 giết gì rồi, với là 2-3 trophy bự ngày được 4-5 giết cơ, 2 ngón 3 ngón có đủ. Giờ cũng trời cũng tối rồi, chắc tầm 6 giờ hơn, gần 6 giờ đúng. Câu đêm nha anh em, vì câu đêm hạn chế tầm nhìn này đó, tới khu giờ này nên là quay phim quay đồ nó cũng cực anh em ạ. Nên anh em thông cảm nghe. Có gì anh em thông cảm. Nếu mà có dụ như vô hàng được có gì hay ho quay chứ có giết thì cũng bình thường. Câu giật lên cũng bình thường nên anh em thông cảm nghe. Dạ nghe anh em, anh em thông cảm cho Trí. Lô anh em ơi.
Giờ này mấy giờ anh Hê? 11:20 bạn. Trời mưa, trời rền sóng đánh âm hết. Ồ, đất ý đất quần anh em ơi. Gớm thiệt, trời, anh em nghe tiếng mưa không? Ồ, trời đang mưa này. Trời đang mưa, mà trời rền nữa anh em. Rền sóng đánh, quên, rền xét nó đánh. Bùm sớm vừa, sợ. Xét đánh, sáng trời luôn, gớm. Câu được nhiều giết lắm anh em, trời mười mấy con đó. Quá trời giết cái này giết ấp. Cố gắng câu tới sáng anh em ơi. Trời rền kìa, trời rền. Đúng quá, đúng quá. Lô bữa sáng anh em. Hôm cầu phê quá anh em ơi. Hôm nói chung là bữa nay ngày này cầu thành công mỹ mãn. Hôm mưa rồi thêm cái dụ trời nó dòng anh em, nó đánh âm sáng trưng quánh sáng tròn trời. Nó quánh mưa không sao hết, mưa rồi trời nó dông nữa không sao, nhưng mà nó quánh cái quần, cái lá quần ướt mềm. Đòi về đất, đòi về cú. Hôm nói chung quánh cá thành công anh em. Thằng đất quánh ba mắt, ba nhát, một nhát là đừng để dưới á, đang ngâm mũi dưới nó lút phò kéo ngày càng ra ngoài, chụp cái càng đưa lên cái đất mắt cái thẻo. Đi mắt cái thẻo luôn, đất mắt thẻo. Phát thứ hai quýnh vô rét cái dục mắt. Đạp cái càng xuống nước cái âm. Sảy luôn. Phát thứ ba giật lên nó cám vút xuống, chưa kịp chuẩn bị thỏa giao bảo hiểm mà chưa kịp gì hết. Chưa định hình được cái gì. Nhưng nói chung là chuẩn bị chứ cần là không phải một giây nữa là thỏa cái cao bảo hiểm ra liền. Vúi xuống rồi bật cái bùm. Chạy luôn. Tỏa càng ngại luôn. Đêm một đêm ba nhát anh em, quýnh hôm cũng phê. Mà mình quýnh giết cũng đạt nữa. Hồi cái lúc mà buổi sớm lên là mình đâu quýnh được. Còn không còn rồi, tối đó mình quýnh thêm mười mấy con nữa, chắc cái này cũng được hơn ký anh em. Một ký có giết á. Giết bự mà. Giết cỡ ba ngón này nè, hai ngón ba ngón. Quýnh sướng lắm. Quýnh đến nỗi mà cái thẻo dù mà quýnh còn lên có mà anh em. Đừng có giết mà. Nói chung là nó không vô chứ giết cái vô là nó ăn khí à. Mình quýnh cái sàn hòn mà thẻo dù mà. Cứ lúc hồi dở lên lấy bà giết ha. Đơn giản này thôi, không càng cầu kỳ nhiều. Càng sang giết thì nó quýnh đạt hơn mà cái càng thẻo dù mình sàn hòn nó vẫn dính giết của mày. Đứng thấy bà chép cái búp phi lên mặt nước luôn, bà đây bằng bầu bữa bò ký mấy á. Ngay chỗ đó. Thấy bà lên dần chá luôn mà. Xin lỗi anh em. Ở đâu nói chuyện với anh em, con cá chép nó phi lên một mặt nước luôn mà bự. Hôm nay phải bò ký mấy anh em, phải bự á. Bàn con bữa mình bắt á. Phán lên mặt nước vậy luôn nè anh em, dưới mặt nước phán lên vậy luôn mà dần chá luôn mà. Dần chá luôn mà. Thiệt mà. Đang đứng này nó đang nói chuyện với anh em này, đứng mình nhìn xéo ở đây này, mình thấy nó phán lên mặt nước luôn. Vàng ngoắn mà giòn trá luôn á, đỏ dữ trời. Phi cái câu dính lưỡi anh em quá rồi. Còn đây không câu nào chưa dính lưỡi anh thôi. Thôi về anh em, số cá cho anh em xem nè, về nghe. Cá này câu khá là đạt anh em. Ăn uống ngủ nghỉ, chiều táo đi uống tiếp. Uống đủ mới uống nhiều quá. Ở đây anh em có giết nha anh em, giết nó ở bên lỗ thùng nha. À, giết lỗ thùng, quá trời quá đắt hết. Giết lưới thùng lên em ơi. Anh em giết nè. Ba ngón là bự. Đổ ra cho chị thấy. Đây anh em. Ôi trời. Giết lưới thùng ngang. Đây. Mấy người phi này không nói nè. Dẹp mấy người phi quần bên nè. Cái đẻ hết trơn.
Giết rồi nè anh em. Đó, anh em thấy giết không? Xin cứu à. Bên đi qua bên. Đó. Nhưng còn có giết kìa. Thấy không? Đó. Bự quá anh em. Nè, giết kìa. Có ẩm luôn. Giết nhỏ rằm ở đây. Mấy con anh em, được. Ấy, sao vậy? Thôi về anh em ơi. Về về về. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Giết này giết bên ok ạ. Được, bữa sau đi tiếp. Thôi vậy anh em, bye bye anh em. Về 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 anh em. Lỗ thùng ngang, lỗ thùng ngang. Lô anh em. Đang quay trở lại. Hôm nay tiếp tục series săn giết anh em. Bữa tối hôm trước về. Sắm chết đồ dạo này mưa, trời mưa anh em sắm chết đồ gớm. Bữa hôm trước con câu bữa đó về được chắc khoảng được 1 ký có dưới anh em, về căng được 1 ký, thấy nhiều ghê á, 17, 18 con về căng có 1 ký có anh. Cái dưới đâu mà có đáng đất rầm rầm chón gì đâu mà đón. Bữa nay tiếp tục quay trở lại để phục hồi anh em à. Chứ bữa giờ đáng bữa trước đó đáng có đáng kinh. Anh Kiều ra, anh đi. Idol Trần Hồng Đức, anh Kiều và mình sẽ làm cóm. Mình làm cóm nha anh em. Như mọi khi thôi. Làm cóm câu như hôm bữa, hôm nay mình sẽ câu 2 cần nè. Hả? Mình sẽ câu 2 cần. Thằng này là cần 4,5 m sang hàng anh em. Thằng kia là 3,6 m sang giết. Vì chỗ này quýnh 3,6 m chứ quýnh không quýnh được cái cần 2,7 m chuyên giết của mình. Nên là mình quýnh 2 cần như vậy. Trẻ mà đậu. Luôn, tiếp tục thì mình còn trộn cắm như mọi khi thôi anh em. Sang hòn thì mình sẽ quýnh lục hương cắm cá với lại cắm chim. Mình xả như vậy, lục hương cắm cá cắm chim mình xả. Còn câu giết thì mình sẽ cố thành mình sẽ quýnh ông lửa số 5 chép tàu với lại 209 anh em. Mình sẽ quýnh thơm nha, đó là cái bài mùa chép thơm. Còn mùa chép tanh thì quýnh bài mùa giết thơm. Còn bài mùa giết tanh thì anh em quýnh cái trùng đỏ đó. Trùng huyết đó, trùng chỉ đó. Anh em muốn với cái ông lửa này cũng được, mà anh em muốn cái gôn cũng được. Cái gôn là có mua 4 mỹ. Hôm nay mình muốn cái gôn trên tàu. Chim lại mặt miếng. Cảm ơn. Cảm ơn mua miếng mà. Cái này mình muốn thơm. Mình muốn thơm thơm quá hình vô thành ông lửa. Đây mồi cho anh em xem. Tôi thấy buồn. Trước tiên là mình sẽ trộn cái cám cá sang cái cám sang hoàng trước nha anh em. Mình sẽ trộn cá cám chim với lại cái lục hương. Này, lục hương đây nè. Lát đều nè. Cho nước vô, lát đều có đây, ở đây có con nhiều. Nên là mình sẽ trộn cho nó thiệt là cứng anh em. Thiệt là mình xỏ thiệt là cứng. Để nó còn lưu đá ở dưới chứ không là con cá con á, nó sẽ phá hết. Đây, mình sẽ cho con chim vô nè. Cái này cắm cá anh em. Cái này mua đâu em? Mua ngay chỗ qua cái cầu xíu bánh mì Đà Nẵng gì đó anh. Đây anh em. Anh em cho nó khô xíu nha. Để xỏ thì có con nhiều. Thiệt là khô, thiệt là cứng vì có con nhiều á. Là mình sẽ làm cho nó cứng xíu. Càng cứng càng tốt nha anh.
vô là thì cứng rồi này, các con nó phá rồi liền xuống. Liền xuống nghe. Piu. Ok. Cả bộ nhà đều ném hồ nó không tới ủa đâu. Hay ném món con chim hồ, ném món chim hồ á. Còn để lại xíu cái câu nha anh em. Câu thì anh em có thể thêm vô tùy ý. Anh em có thể thêm chép này chép kia vô, hoặc là anh em câu cái gì đó, ví dụ như anh em câu thiên nhiệt tanh thì cho phố thành bãi vô. Anh em câu chiên vịt thơm không thì anh cho phố thành chép vô nha. Tùy ý anh em. Đây mình sẽ để lên một cục để mình câu. Cháu bà mọi người à, bị lại trộn nữa, cắt cùng ra rồi cả trộn nữa. Tiếp theo là mình sẽ trộn cơ giết nè anh em, mình sẽ trộn mùi cơ giết. Mình sẽ cơ giết. Cơ giết thì mình xỏ tay nên là không cần xỏ. Mình xỏ lưỡi. Mọi người ơi. Xỏ lưỡi nè, không có cần. Trốn dữ không? Tìm mình nữa. Lào quá nghe đi. Đây anh em, 209 dầu 209 nha. Đây dầu 209 nên tròn ít vô. Đụng mày nó đeo cỏ nó qua luôn à. Chép tàu anh em. Chép tàu nghe. Chép tàu vô. Với lại số 5 ông Lữ. Ông Lữ số 5. Rồi. Ok. Anh em trộn đều lên. Câu giết anh em trộn ít thôi nghe. Tại giết lưỡi mình câu lưỡi không một không bo nên là nó nhỏ. Mắc mùi không có nhiều. Mùi rất là ít. Anh em trộn ít thôi. Anh em pha ít thôi. Pha bao nhiêu câu bấy nhiêu cơ. Pha ít thôi chứ không để cái mùi nó bay hơi hết. Trắng dữ à. Đây. Đây anh em. Xong rồi. Đó. Anh em sẽ câu nha. Đây. Đây là chân hòn. Lục hương không có gấp chim. Đây là câu giết nha. Ok anh em. Đây là mình câu thôi. Ơ bên kia bầu con. Ôi trời, xong rồi anh em, vậy là mình câu thôi. Như vậy đó, rồi mình câu thôi. Đơn giản vậy thôi anh em. Đủ. Bên này nói chung là cũng mong là cũng bùm xuôi gió. Kiếm chút cá gì cũng cho nó vui cửa vui nhỏ, chứ đi trá thì cũng hơi buồn anh em. Câu tự nhiên nha, cái này câu tự nhiên, hồ tự nhiên 100% hoàn toàn, chứ không có hồ dịch vụ hay là hồ họ nuôi nghe. Cái này là tự nhiên. Cho anh em xem hồ tự nhiên rộng á. Review cục màu của độ mà anh Đức độ mà cục màu cái gì gọi là gì, đây là cục tinh nho. Đây Đức Phú các bạn. Hồ tự nhiên, cái đập tự nhiên. Thôi. Mồi mòn xong rồi thì giờ mình tranh thủ mình xóa này kia cái nọ, mình chuẩn bị công tác để chuẩn bị câu anh em. Giờ này câu đêm mà. Giờ này chắc khoảng 4 giờ mấy 5 giờ đó. 4 giờ rưỡi à. Tranh thủ làm công tác xong hết rồi cái. Mình câu.
mình câu, mình làm ổ làm ngày kia là tối nay mình câu. Anh em có gì quay cho anh em xem, mà ban đêm nó cũng hạn chế nhiều cái nên là anh em có gì anh em thông cảm cho mình nha, thông cảm cho Trí nha. Ok, vậy nghe anh em. Mọi người liệu hồn bỏ qua. Trời ơi, cũng chậm tối rồi anh em. Giờ này 6 giờ rồi. 6 giờ. Cũng qua có 2 giờ nào. 10 phút nữa là 6 giờ. Kéo chúng ta về chúng ta câu nó xóa. Bây giờ câu đêm anh em, có gì hay thì mình quay cho anh em xem, còn có giết thì mình câu nhiều rồi. Để nghe anh em. Anh em ơi, khổ quá anh em ơi. Mưa này anh em, đó. Anh em nghe tiếng mưa không? Mưa sấm sét đồng 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 nước lên quá trời anh em. Gió nữa nha, gió à mà anh em ướt như chuột lột luôn. Hai anh em ướt như chuột lột luôn. Bây giờ cá cũng nhiều, nói chung là cá câu cũng như bạn ngày hôm qua. Giết nhiều lắm. Để mình cho bạn coi, bây giờ anh em thu dọn xong đi về nè. Mưa anh em ơi. Mưa gió rồi ướt mình, nói chung là ướt như chuột lột luôn. Thôi anh em bỏ chạy giữa đêm giờ này chắc cũng không bao giờ rồi. Để mình tắt cái máy quay xong mình lên cá mình đổ vô rộng, đổ vô thùng cho anh em xem nghe. Rồi đi về nghe. Chứ khổ quá anh em mà mưa này. Để mình đổ ra rộng nghe. Có nhiều anh em. Đó đây anh em. Đó, giết nhiều lắm anh em. Có giết. Ngã. Mưa quá này, mưa sấm chớp, khó có giết nhiều quá, xin gớm không, sụp, sấm tuyệt chưa, mưa gió âm hết, ui mệt anh em ơi, không có khổ nào như khổ nào hết, giờ mình cắp dù lại cái xong mình với lại anh ông Đức cũng về, anh em về, cực lắm anh em. Thôi tạm biệt anh em, để mình đi về nghe. Chứ giờ mưa rồi sấm chớp đùng mới sợ quá. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình chứ thì khổ lắm anh em ơi, sướng ít gì. Đi quay cho anh em xem nói chung là cũng vui. Mà nó hơi cực cái khổ. Thôi anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Thôi bye bye anh em, để thu dọn đồ về anh em ơi, sấm chớp mưa gió ướt hết đồ. Chào nghe anh em, bye bye anh em.